đấy đấy đấy, từ này. Dạ. Yeah. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ chỉ tiếng Ho, nó có hai từ. Cái từ đầu tiên là ba chấm kia. Cái từ thứ hai là đầu tiên là ba chấm kia. Còn cái từ thứ hai là đôi khi nó là ký hiệu trong cuộc sống, đôi khi nó là hùng ba chấm thêm một cái dấu sắc nữa. Từ thứ hai là hùng ba chấm, cái từ đó thêm dấu sắc nữa à? Hùng thắng. Đúng chưa ta? Chưa đúng. Cái từ... Chưa đúng. Cái từ đầu tiên là ba chấm kia. Cái gì kia ạ? À? Kia. Cái từ thứ hai đúng rồi ạ, à? Cái từ thứ hai đúng rồi. Cái từ thứ nhất là ba chấm kia. Ba chấm nọ. Chín, tám, bảy, sáu, tiếp tục đưa ra thật nhiều. Thắng giọng. Gần đúng rồi, vẫn còn 5 giây. Cái từ đầu tiên là từ thứ hai, còn cái từ thứ nhất là ba chấm kia. Đấy. Hăng hắng. Cái gì? Hăng hắng. Nó là hùng hắng. Đằng hắng. Ồ, bạn ấy nói đằng kia đấy.